Những ai mà bị xấu máu, tóc bạc sớm, thận yếu dẫn đến là bị cần yếu cần mềm thì các bác dùng cái món này các bác nhé. Cái này là cửu linh đan, nó rất là tốt cho những người bị huyết áp thấp, những người mệt mỏi, gầy yếu, kém ăn, nó rất là tốt luôn các bác nhé. Đấy, cái này thì có thể là ăn trực tiếp cái cửu linh đan như thế này. Đấy, được chế từ củ hoàng tinh đỏ và có thể là cho vào ngâm tiểu như thế này các bác nhé, có thể cho vào ngâm tiểu thì nó rất là tốt luôn. Đấy, ngâm thì sẽ cho cái cửu linh đan này đấy, vào ngâm với lại tiểu kết hợp với lại cái hà thủ ô cửu chân cửu sái các bác nhé. Đã được chế 9 lần đấy, 9 ngày, mỗi ngày sẽ chế 6 tiếng đồng hồ và sẽ mang ra phơi đấy, chế đi chế lại, lặp đi lặp lại 9 lần như vậy. Đấy, thì cái này là có thể nghiền bột ra này để pha nước uống này đấy, và cũng có thể cho vào ngâm tiểu kết hợp với lại cái cửu linh đan này. Thì dù là ai có tóc bạc đến mấy, xấu máu, tóc bạc cũng như là thận yếu, cần mềm thì các bác dùng hai cái loại này vào thì nó sẽ khỏe lên ngay.